Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khang Nguyên Vlog nha. Hôm nay Nguyên quay cái chậu Vrat có tên là Phượng Hoàng Lửa để giới thiệu với mọi người. Chậu này thì nó đang có khoảng 20 cái giả hành, đang phát triển là tốt. Hiện giờ thì chậu này nó đang ra được hai cái vòi bông. Đây là cái vòi bông thứ nhất, đang có 4 bông. Đây là cái vòi thứ hai, vòi này thì đang có 3 bông. Trước hai cái vòi này thì nó đã ra một cái vòi và cũng mới tàn cách đây khoảng 10 ngày. Nguyên cũng chưa có kịp cắt cái cuống nữa. Chậu này Nguyên đang nuôi thành chậu tác phẩm để chơi, cho nên cũng chưa có tách chiết, chưa đụng dao kéo gì vô hết. Mọi người cùng quan sát cái mặt bông của nó ha. Đây là mặt bông của Phượng Hoàng Lửa. Năm cái cánh nó bung như hình cái ngôi sao. À, nó có một cái lưỡi cũng rất là ấn tượng. Lưỡi nó có đốm 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 màu đỏ. Cánh nó dày lắm. Nó dòng cánh sáp cho nên là nó bóng mà nó dày. Đây mọi người nhìn thấy nó rất là bóng ha. Ở trong trong nắng nó rất là bóng. Dày nữa. Mình rờ tay như thế này mình thấy nó dày cui à. Mặt bông này thì cũng nở cũng bền, thơm nữa. Vòi này thì nó ra được 4 cái bông. Vòi bên đây thì nó ít hơn, nó có 3 cái thôi. Mặt bông nó cũng vậy ha. Này nó mới bung cho nên là cái màu hoa nó cũng còn hơi nhạt nhạt. Nó nở lâu cái cánh hoa nó sẽ có màu đậm hơn rồi sau đó nó mới tàn. Dòng rát Phượng Hoàng Lửa này nó xuyên hoa lắm. Ra liên tục. Yêu cầu chỉ có một cái giả hành mới lên là mình biết là có bông để mình ngắm. Chậu này thì nó đang đi cũng được hai hướng chính. Đây cũng là một cái hướng nữa nè, nhưng mà đều thấy nó không có phát triển. Nó chủ yếu nó phát triển ở hai hướng chính bên đây thôi. Đây có một cái mầm đang lên nè. Và mầm như thế này là mình chắc chắn mình hy vọng là sẽ có bông ha. Nguyên trồng cái chậu rát Phượng Hoàng Lửa này cũng bằng vỏ thông thôi.
ở phía dưới này nè, mình lót một cái lớp mút cho nó thông thoáng ở cái dưới đá chậu, để khi mình tưới đồ này kia đó thì nước nó sẽ thoát ra, nó không có động lại ở dưới đáy. Còn phía trên này là bỏ các cái vỏ thông lớn, rồi trên bề mặt thì bỏ vỏ thông nhỏ thôi nè. Mấy cái vỏ thông nhỏ này nè, này thì cũng cỡ 0,5 đến 1 cm. Thì ở trên này thì mình bỏ thêm cái lớp dán cộng để giữ ẩm. Để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây lan này phát triển thì Nguyên đã bón phân tan chậm. Đây mọi người nhìn thấy những cái viên phân tan chậm nó còn nằm ở phía trên mặt nè ha. Này Nguyên bón phân trì nhật. Khi mình tưới thì phân tan chậm nó sẽ tan ra, rồi rễ lan nó sẽ hút phân, cung cấp các chất dinh dưỡng thêm cho cây. Hôm nay tại vườn cũng đang hết cái phân tan chậm vô bịch sẵn, cho nên Nguyên không có bón. Ngoài ra thì mỗi tháng Nguyên cũng phun thêm cái dịch trùng Huế để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Bộ lá của cái cây đáp phượng hoàng lửa này cũng rất là ok, lá xanh dày, nói chung là chậu này đang phát triển rất là tốt. Này mà nó ra được tròn đều, thêm cái hướng ở bên đây nữa là cái chậu này là ok luôn á. Ra không có tròn chậu cho nên là nhìn chậu cũng chưa đẹp lắm. Thì thời gian tới Nguyên sẽ tiếp tục nuôi cái chậu này thành chậu tác phẩm để chơi. Khi nó có ra bông nữa thì Nguyên sẽ làm các cái video clip để giới thiệu cho mọi người ngắm ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Khang Nguyên Vlog. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ rộng rãi cho bạn bè cùng xem để Khang Nguyên có thêm động lực thực hiện nhiều video hữu ích trong thời gian tới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo.